Xin chào các bạn, hôm nay tiếp tục trên bảng của mình là một sản phẩm tới từ nhà Versus các bạn ha. Một con sư tử Hà Đông, nhưng mà hôm nay nó là một cái đồng hồ mẫu nam các bạn. Mẫu nữ thì sư tử Hà Đông là quá bình thường rồi. Hôm nay nhân vật chính của chúng ta sẽ là một cái đồng hồ nam có logo con sư tử Hà Đông các bạn ha. Thì trước khi mở nhân vật chính thì cái hộp của nó vẫn như vậy thôi các bạn. Một cái sách hướng dẫn của Versus đó, và một cái thẻ của Versus các bạn ha. Rồi hết rồi. Và đây là nhân vật chính của chúng ta đây các bạn. Một chiếc đồng hồ nam của Versus rất là đẹp. Đó, rất là nam tính ha. Nếu cái kia thì là con sư tử Hà Đông thì con này chắc là sư tử đầu đàn đấy các bạn. Đây, mình sẽ mở nó ra các bạn ha. Đồng hồ còn mới các bạn thông cảm ha. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Cái dây nó màu xanh đen các bạn ha, nên nhưng mà khi mà lên hình nhá, mình đang quay ngược sáng các bạn, nên khả năng các bạn sẽ nhìn thấy nó là màu đen, nhưng mà trên thực tế là màu xanh đen các bạn ha. Đó, nó có màu cái mặt đồng hồ cũng màu xanh các bạn nhé. Chúng ta sẽ có 3 kim giờ phút giây, 3 cái đồng hồ nhỏ bên trong các bạn ha. Chúng ta có đến đây là đồng hồ giờ 24 này, 60 giây này, đây cũng là 60 giây này, đó. Một cái 60 giây, một cái 60 phút các bạn ha, mình xin lỗi. Rồi, chúng ta sẽ có cái ô ngày ở cái cột lúc 5 giờ các bạn nha. Một thiết kế rất là hầm hố, rất là hấp lót các bạn, đó. Size 46 lận các bạn ha, rất là to. Và cái này nó có độ chống nước của nó là 5 ATM các bạn nhé. Đây ạ. Đó. Các bạn có thể đi mưa tắm rửa thoải mái luôn. Logo của Versus. Dây da chính hãng của Versus các bạn ha. Đó. Size 46. Đeo rất là hầm hố và hoành tráng. Và model của nó đây. Model là VSPE-W0219 các bạn nhé. Đó, rất là đẹp. Khá là mỏng các bạn ha, size 46. Khi lên tay sẽ như vậy các bạn. Đó, khá là to ha. Tay mình thì đeo 38, 39, 40, 41, 42 thôi. Này là 46 thì nó hơi to, nhưng mà đẹp cũng rất là đẹp. Đó, rất ra giá hấp lót các bạn nhé. Các bạn nam văn phòng ha, hoặc là các bạn đi mô tô ha, đều được hết. Nó vừa mạnh mẽ vừa rất thanh lịch các bạn nha. Đó, tay càng to đeo con này càng đẹp các bạn. Đó. Rất là đẹp. Ok. Cái viền ngoài của nó thì được chạm rồi các bạn. Điểm xuyết ở các ô 12 giờ này, 2 giờ này, 4 giờ này, 6 giờ này, 8 giờ này, 10 giờ này. Là những cái viền màu vàng ha, làm điểm nhấn các bạn nhé. Đó, rất là đẹp, rất là mạnh mẽ ha. Chính là đồng hồ của Versus này, là theo mình đánh giá là thiết kế khá đẹp nha các bạn, khá là nổi á, nhưng mà ít người ở Việt Nam biết đến nó và chơi nó các bạn ha. Đó, mình nói thật với bạn luôn, đây là cái con nam đầu tiên mà mình bán luôn các bạn. Đó, rất là đẹp, nút làm rất là hay ha. Đó, nút bấm này. Rồi, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video và là subscribe kênh của mình, để mình tiếp tục gửi đến các bạn những mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng trên tay như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.